10cm cho tới 20cm đều ok. Ghép được công suất lo từ 50W cho tới 150W đều ok. Sử dụng tốt cho phòng tầm 30-35-40m2. Amply này model là Aiwa XG530. Công suất Amply là 90W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu nhà các anh có ổn áp, mình có thể kéo điện 100 từ 100 đến 110V ra sử dụng cho bộ dàn. Còn không thì có thể mua đổi nguồn kèm theo ở bên em. Mình vừa nghe một đoạn nhạc sôi động qua tiếng hát của ca sĩ Ngô Kiến Huy đúng không? Bây giờ em sẽ test nhạc vàng cho các anh tham khảo nha. Mình sẽ nghe một bài nhạc xuân. Chỉnh được lọc âm trên này, thay đổi chất lượng. Em đang cho chép lên mức 4. Em đã hạ chép về mức số 2. Chỉnh được chế độ sụt rau nên mình cứ vô tư thoải mái chỉnh. Đương nhiên khi mình chỉnh theo ý thích mình, nó sẽ rất là hay, phù hợp với nhiều gu và nhiều sở thích nghe nhạc khác nhau. Em xin nhắc lại, đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Công suất của Amply là 90W. Trên này mình có thể chỉnh được karaoke đây, chỉnh được mic, rồi cắm mic, chỉnh volume, chỉnh cắm phone, chỉnh bass, treble, lọc âm, chỉnh ngõ để kết nối nhiều thiết bị ngoại vi. FM là 108 Bắc Phun Đài Việt Nam. Amply này có chức năng duy nhất là dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính qua ngõ ao ít 2 đầu AV ra 3.5. Chiều cao của Amply này là 30cm, chiều ngang là 26cm và hậu sâu là 30cm. Lo bên này em vẫn có bán, các nào có nhu cầu mua cặp lo Sony thì liên hệ với em nha. Cặp lo này công suất 240W trên cặp lo, trở kháng của lo là 6 ohm, bass là 18cm, chiều cao là 43cm, chiều ngang là 43cm trên cặp lo. Liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Nếu các anh ngại không gọi cho em thì có thể nhắn tin Zalo để em chốt hàng và tư vấn cho mình cũng được. Zalo em cũng là 0931008099. Nếu các anh mua Amply này thì cọc cho em 50%, 50% còn lại nhận hàng thanh toán cho bưu điện. Em bán hàng không bao ship, vui lòng thanh toán phí ship giúp em. Nếu mà mua 2 món trở lên thì em giảm 200.000 trên 2 món đó nha.
cần lưu ý, bên em có rất là nhiều loa mini, loa mini đại, loa size trung, loa size đại, bắt từ 10cm cho tới 27cm đều có. Các anh nào có nhu cầu muốn mua loa để ghép trung âm ly này thì liên hệ em sẽ tư vấn thêm cặp loa cho mình và được giảm 200.000. Bây giờ em sẽ quay mặt sau nha. Hỗ trợ ngõ xích để mình kết nối xích điện rời, tăng dị âm trầm, hỗ trợ ngõ sục rau để kết nối thêm cặp loa rời. FM là 108, công suất âm ly là 90W. À, hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Cái nào mua âm ly Aiwa này thì liên hệ 0931 008 099 để em chốt hàng cho các anh nha.